Những người yêu điện ảnh của Cuba đang choáng váng sau khi chính phủ ra lệnh đóng cửa hàng chục rạp chiếu phim tại gia vào đầu tháng này, khiến ngành kinh doanh nhỏ lẻ đang phát triển nhanh chóng này bị thiệt hại nặng nề. Một thông cáo của chính phủ cho biết các rạp chiếu phim tại nhà và các điểm dịch vụ trò chơi phải lập tức ngừng ngay hoạt động này. Theo thông cáo, việc chiếu phim cũng như dịch vụ game không được phép kinh doanh. Trong số những người bị ảnh hưởng có giới trẻ ở Havana, không còn được xem phim hay chơi game, họ trở nên chán nản. Không còn chỗ nào cho bọn trẻ chơi, tôi có đứa con gái 11 tuổi và con bé không biết phải giải trí ở đâu. 3 năm trước, Chủ tịch Raúl Castro đã cho mở các dịch vụ bán lẻ, thành lập các doanh nghiệp cá thể với 200 hoạt động được phép kinh doanh tại nhà. Chính phủ cho biết đây là biện pháp nhằm sử dụng hết số lao động, cải thiện ngành nghề dịch vụ. Tiếp sau động thái này, hàng chục rạp chiếu phim 3D đã được mở ra khắp Cuba. Nhưng sự thay đổi đột ngột của chính phủ đã khiến ngành kinh doanh này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau những gì đã xảy ra, tôi buộc phải đóng cửa, trở về nhà và nằm 3 ngày không ra ngoài. Việc chính phủ cấm kinh doanh rạp chiếu 3D khiến nhiều người hết sức ngạc nhiên. Tôi đã bị sốc bởi những rạp chiếu phim 3D rất có ích trong giáo dục, lại còn rất thú vị nữa. Một bài báo trên tờ Renma tháng này cho biết là đóng cửa các rạp chiếu phim đã bị dân chúng phản đối rộng rãi.